các bạn, và hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại để khám phá một căn nhà parkour tương đối khó nhá. Yêu cầu một kỹ năng parkour cực kỳ điêu luyện. Tất nhiên là cái kỹ năng của mình thì không được giỏi cho lắm, thành ra là mình sẽ đồng hành cùng với một người bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá thôi các bạn ơi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đường đi lên trời tương đối dài nhá. Các bạn để ý là thường thường những cái nhà parkour mới đầu chúng ta đi rất là dễ, nhảy rất là dễ dàng, nhưng mà càng lên cao, tức là càng về sau ấy, thì cái quá trình của chúng ta sẽ khó khăn hơn. Rồi, và bắt đầu thôi các bạn ơi. Đây là một ngôi nhà của một bạn có tên là Kim nha. Mình không biết là cái bạn Kim này là người Việt hay là người nước ngoài nữa, nhưng mà dù gì thì cũng có một ngôi nhà rất là đẹp. Và các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like với cả một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Hồi nãy thì mình có nhảy qua một lần rồi, nhưng mà một mình thì không thể leo được các bạn, nó toàn bị rơi xuống không à. Thành ra là nhảy lại mình sẽ mời thêm một người bạn để đồng hành cùng mình. Khi mà parkour thì chúng ta lên đi cùng với cả một hoặc là hai người bạn nhá, để tê lê nhau cho dễ. Không là bị rơi xuống ấy, chúng ta sẽ phải mất công nhảy lại từ đầu thì nó rất là mệt. Ok, vậy là chúng ta đã vượt qua những cái mức dễ đầu tiên rồi. Bây giờ thì sẽ càng lên cao, chúng ta sẽ càng có những cái khó khăn hơn. Đoạn này thì mình xin phép mình tua nhanh một xíu nhá, bởi vì đường nó cũng dễ đi thôi, không có gì là khó khăn cả. Chỉ là nó hơi dài thôi, mình chỉ muốn nó tua nhanh đi một xíu đến đoạn khó và cho mọi người xem. Rồi, ok các bạn ơi, vậy là cái hành trình khó khăn của chúng ta đã chính thức bắt đầu rồi. Trời ơi, mình thì parkour đã gà rồi mà không hiểu sao nhiều bạn thử thách mình đi parkour, mình cũng bó tay luôn á. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn. Đầu tiên là phải nhảy lên bậc đã. Đây là những cái bậc được làm từ chiếc đèn thì phải, đèn Paragon nha. Các bạn phải chú ý là nhảy hết sức là cẩn thận. Chỉ cần chúng ta sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị rơi xuống, mất công nhảy lại ngay. Dù cho là các bạn có nhảy chậm đi chăng nữa, nhưng mà mình nghĩ là nhảy chậm nó vẫn chắc hơn là chúng ta nhảy vội vàng. Đó, mình sắp qua rồi, cố lên một đoạn nữa thôi. Đấy, các bạn thấy chưa, mình đã qua rồi nha. Càng lên cao thì cái thử thách sẽ càng khó khăn hơn. Chúng ta lại tiếp tục thôi. Và đây cũng là những cái bậc được xếp từ chậu hoa. Khi mà xem chắc hẳn các bạn cũng nghĩ rằng là bình thường, chưa có gì là khó khăn đúng không? Nhưng mà cứ từ từ, phần hay sẽ còn ở phía sau nha. Mình thấy những cái đoạn này thì vẫn còn tương đối là dễ đi, chưa phải tới mức là bị rơi liên tục. Không sao, mình sẽ cố gắng tập trung nhảy lên cao nha. Mình thật sự rất là khâm phục những cái bạn mà xây những cái ngôi nhà parkour lên trời. Bởi vì thứ nhất là họ đã bỏ rất là nhiều thời gian công sức ra để xây. Và thứ hai, họ cũng có một cái đầu óc để sáng tạo, để hoàn thiện một cái căn nhà như vậy. Chúng ta lại tiếp tục leo bậc nha. Đây là những cái bậc được làm từ cái hình khối vuông màu trắng nha. Hết sức là cẩn thận các bạn. Mình chỉ sợ là rớt xuống chúng ta lại phải nhảy lại thôi. Để cho chắc ăn hơn thì mình nhảy một đoạn rồi xong lại bị rơi xuống rồi các bạn ơi, tôi biết ngay mà. Bó tay luôn á. Để cho chắc ăn hơn thì khi mà nhảy được một đoạn thì mình sẽ kêu đồng đội mình tê lê lên cùng nhá. Thì chúng ta nếu có bị rơi xuống thì đỡ phải nhảy lại nhiều lần. Hơi khó khăn một chút nhưng mà không sao, mình cố gắng sẽ hoàn thành và lên tới đỉnh cho mọi người xem. Mình thật sự rất tò mò, không biết là ở trên đỉnh cái ngôi nhà này thì có cái gì đặc biệt không. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy con đường lên đỉnh thì nó tương đối khó đã. Rồi, qua đây. Tiếp tục qua đây, bây giờ thì mình sẽ kêu đồng đội mình qua cùng đi. Rồi, sau khi đồng đội mình qua thì sẽ đứng ở cái vị trí này nhá, để cho mình tiếp tục parkour. Ok, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Ủa, đồng đội mình đâu? Ủa, bị lag à? Trời ơi, mình gọi mãi mới hiện á. Chắc là bị lag rồi. Chúng ta tiếp tục thôi các bạn ơi. Qua đây, rồi, tiếp tục lên đây. Tiếp tục lên, trời ơi. Sao lắm bậc vậy trời, biết bao giờ mình mới nhảy xong đây. Quá trời bậc luôn các bạn. Tiếp tục qua đây, sắp xong rồi các bạn. Như vậy là mình đã qua được những cái ô vuông màu trắng rồi. Bây giờ sẽ đến một cái màn mà có một chiếc gì đó xoay xoay. Thì mình sẽ thử nhảy nhá, xem sao. Rồi, chúng ta sẽ nhảy vào giữa này, sau đó chúng ta sẽ nhảy qua. Rồi, tuyệt vời.
Tuyệt vời các bạn. Ô, thế thì cũng không khó lắm đúng không? Mình thấy khá đơn giản mà. Có vẻ như là vẫn chưa có gì có thể làm khó được mình cả. Chúng ta phải nhảy hết sức là tập trung nha, không kẻo là bị rớt đó. Rồi, như vậy là mình đã qua được những cái ô vuông màu xanh rồi. Vậy là màu trắng màu xanh mình cũng đã qua. Bây giờ sẽ đến những cái bậc mà bạn ấy xếp bể cá nhá. Ui, mình thấy có vẻ là hơi xa đó. Không sao, mình sẽ thử nha. Rồi, qua rồi các bạn. Tiếp tục qua ô. Cũng đơn giản mà, đâu có gì khó đâu. Nhìn thì mình thấy nó hơi xa xa, nhưng mà khi mà chúng ta nhảy thì nó cũng không xa lắm. Tiếp đến đó là những ô vuông màu đỏ các bạn. Ui, bạn này sắp xếp rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu trắng và bây giờ là tới màu đỏ. Màu gì thì mình cũng sẽ qua thôi, các bạn yên tâm. Cứ tin tưởng ở mình nha. Qua đây, ui may quá, cứ tưởng là bị rơi. Tiếp tục qua. Hồi hộp quá các bạn ơi. Hồi hộp quá, sắp hoàn thành rồi. Cố lên, vài bước nữa thôi. Lên tới đây là khỏe rồi, tuyệt vời. Chúng ta sẽ tiếp tục nhảy thẳng nha. Mình có cảm giác mình hơi bị run tay các bạn, không hiểu sao ấy. Chắc là lâu rồi mình không nhảy, thành ra nó vậy. Ui, trời ơi cái gì vậy? Mình thấy là phía trước tương đối khó nha, các bạn nhìn thấy cái gì chưa? Trời ơi. Rồi, từ từ đã, để mình nhảy qua. Nhảy qua đây, ui không được rồi. Trời ơi sao khó vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, mình không tin là mình không thể nhảy qua được. Tiếp tục nhảy qua, rồi xong lại bị rơi xuống rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta càng lên cao thì cái thử thách, cái độ khó nó càng tăng lên. À, may quá qua rồi. Tức là chúng ta sẽ phải nhảy hai lần nhá. Ồ, vậy là mình đã biết cách nhảy rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ nhảy hai lần. Ôi thôi xong, lại bị rơi xuống rồi. Ủa, kiểu gì vậy? Rồi, không tới luôn các bạn. Mình không hiểu sao mà mình nhảy không tới cái đèn kia nhá. Chết rồi, làm sao bây giờ? Mình cảm thấy là khá bất an rồi. Rồi, không hiểu là nhảy kiểu gì đây. Bình tĩnh nha. Lần cuối. Ui không được rồi. Chắc là chúng ta sẽ phải nhảy thẳng sang thôi. Đó các bạn thấy chưa. Trời ơi biết thế là mình nhảy thẳng sang qua cho rồi. Tại sao mình lại đi bộ ta? Qua đây rồi, hay lắm. Một bước nữa thôi. Qua, trời ơi. Không hiểu kiểu gì luôn các bạn, sao nó xa vậy? Mình đã cố gắng lấy đà rồi mà nhảy không qua được. Qua không? Ui may quá, qua rồi các bạn ơi. Thật sự là các bạn phải nhảy hết sức là khéo léo nhá. Bởi vì nó tương đối là xa, chúng ta là phải lấy đà đó. Rồi tiếp tục nha. Đoạn này thì mình nghĩ là mình sẽ tập trung hơn đi. Bởi vì mình thấy nó cũng xa mà. Rồi bắt đầu thôi. 1, 2, 3. Ui may quá sang rồi. Chỉ có mỗi nhảy thôi mà cảm giác toát hết cả mồ hôi các bạn ơi. Rồi, đường vẫn còn nhá, vẫn chưa đến đích các bạn. Hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục. Trời ơi, sao nó cao quá vậy, vừa cao vừa xa cơ. Không biết là mình có nhảy được không đây. Chẳng lẽ tới đây rồi mà mình bỏ cuộc thì cũng không được các bạn. Mình sẽ cố gắng. À, mình biết cách rồi các bạn ơi. Mình biết cách rồi nha, đó là chúng ta sẽ phải lấy đà. Từ từ đã, để mình lặp lại. Rồi đấy các bạn thấy chưa, chỉ cần lấy đà thôi là nhảy được à. Tiếp tục nhảy lên, ồ thế thì cũng đơn giản thôi. Lúc đầu khi mà mình chưa biết cách ấy, mình nhảy cảm giác rất khó khăn. Nhưng mà khi mà đã biết cách rồi thì mình nhảy nó dễ dàng hơn à. Sắp về đích rồi, cố lên một đoạn nữa thôi. Tới đây thì mình sẽ tua nhanh đi một xíu nhá, để cho mọi người xem đỡ mất thời gian. Đây rồi các bạn, đích ngay trước mặt rồi. Một căn nhà parkour tương đối là khó. Nhưng nếu như mà các bạn biết nhảy rồi thì cũng không khó mấy đâu. Rồi, cố lên. Một xíu nữa thôi, đây rồi, ui, lại bị rơi rồi. Một xíu nữa thôi, một chút nữa thôi. Cố lên, mạnh làm được các bạn. Nãy giờ là mình rơi quá nhiều lần rồi, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc nha. Mình sẽ cố gắng, hoàn thành rồi các bạn. Ui tuyệt vời, đích kia rồi. Trời ơi, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành. Sau một chặng đường dài parkour khá là mệt thì cuối cùng mình cũng đã thành công lên đến đích rồi. Và ở đây thì họ ghi là 10 sao các bạn. Tức là chúng ta sẽ tặng cho họ 10 sao nha.
Rồi, và đây chính là thiên đường của chúng ta. Tuyệt vời Mạnh ơi, Mạnh đã làm được rồi. Mình sẽ cho to ra nha để cho mọi người xem. Đó, các bạn thấy chưa? Đường đi lên cực kỳ cao nhá và cũng cực kỳ dài. Thì trên này là trời cao rồi, mây xanh rồi. Sau khi mà lên tới đỉnh thì mình cũng rất là vui bởi vì bao nhiêu công sức của mình nhảy từ dưới lên đây. Nhưng mà cũng không quên cảm ơn một người bạn đã đồng hành cùng mình. Đó là một bạn có tên là Kim Khánh nhá. Bạn ấy chỉ việc đứng tê lê theo mình thôi, còn cái việc nhảy là việc của mình rồi. Tất nhiên khi mà các bạn đã xác định vào một ngôi nhà nào đó mà có cái đường parkour lên trời ấy, thì các bạn cũng cần phải dẫn theo một người bạn đi cùng nhá, đồng hành cùng thì các bạn sẽ nhảy nó dễ dàng hơn. Chứ còn mà các bạn nhảy một mình thì mình không nghĩ là các bạn sẽ nhảy được đâu, bởi vì rơi liên tục cả và rất là khó. Đó, chắc là mình cũng xin dừng clip ở đây. Và các bạn thấy ngôi nhà này ra sao? Nếu như mà các bạn có vào cái ngôi nhà này ấy, thì đừng quên cho chủ nhà xin một tim với cả 10 sao nhá. Bởi vì công sức họ bỏ ra để xây dựng cho chúng ta tham quan cũng như là lên trời thì cũng rất là vất vả rồi. Chúng ta sẽ cho họ để ủng hộ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống. Ui cao quá các bạn. Không biết là mình nhảy xuống đâu đây. Chắc là mình đã ra ngoài map luôn rồi. Thật sự rất rất là cao. Rơi mãi mà không thấy mặt đất đâu các bạn. Thôi xong rồi, mình không biết là mình đang rơi đi đâu đây. Làm sao để mình có thể quay về bây giờ các bạn? Mình đang bị rơi vào một cái khoảng không vô tận. Không biết bao giờ mới được về. À rồi, khi mà chúng ta rơi xuống một cái mức độ nào đấy, chúng ta sẽ được đẩy lên trên nhà nhá. Ok, mình cũng xin dừng clip ở đây. Bye bye các bạn nhá. Bye bye. Phải tắm cái đã, người mình thúi quá. Tại vì đi parkour rõ là lâu, thành ra là người mình bốc mùi mà không có tắm được.